Câu chuyện về trưởng lão Mahasiwa Thủa xưa ở xứ Sri Lanka, có một vị trưởng lão nọ tên là Mahasiwa, có 18 nhóm tỳ khưu theo học với vị ấy. 30.000 vị đệ tử của trưởng lão đã chứng đắc Arahatta dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão. Có một vị A-la-hán trong số 30.000 vị nghĩ rằng, những đức tánh vô tận về giới, ta đã đạt được rồi, còn những ân đức mà thầy má hà sì quá của ta đã đạt được thì sao? Và vị ấy biết rằng ông thầy của vị ấy vẫn còn là một phàm phu. Vị ấy suy xét như vậy. Ôi, ông thầy má hà sì quá của ta đã từng là nơi nương tựa của những người khác, nhưng không phải là chỗ dựa của chính vị ấy. Bây giờ ta sẽ sách tấn ông thầy của ta. Khi nghĩ vậy, vị ấy vận dụng thần thông đi qua hư không, và đáp xuống gần tình xá của trưởng lão rồi tiến đến gần trưởng lão Ma hà quá lúc ấy vị ấy đang ngồi ở chỗ vắng vẻ vị ấy đánh lễ thầy và ngồi ở một nơi thích hợp ông thầy nói với người đệ tử này ồ kẻ thọ trì pháp đầu đà chỉ ăn trong bát điều gì gọi ông đến đây đây là lời nói thân thiết được các vị trưởng lão sử dụng để nói với các vị tỳ khưu thực hành thiền quán Người đệ tử nói: "Kính bạch Hòa thượng, con đến để học ngài bài kinh Tùy Hỷ được dùng trong lễ cúng dường." "Này hiền giả, không thể được. Xin ngài cho con được học nó ở chỗ, mà ngài thường dừng lại và suy nghĩ hướng nên đi khất thực. Tại đó sẽ có những vị tỳ khưu khác đặt ra câu hỏi với ta. Xin ngài cho con được học nó trên đường đi khất thực." ở đó cũng có những vị thì khưu đến nêu ra những câu hỏi của họ xin ngài hãy dạy nó cho con ở chỗ mà ngài đắp y hoặc sửa lại y để đi vào làng hoặc ở chỗ để sẵn bác để đi khất thực hoặc ở chỗ thọ thực tại nhà nghỉ sau khi đi khất thực ở những chỗ ấy có những vị trưởng lão cũng sẽ hỏi những câu hỏi để giải thích những nghi hoặc của họ liên quan đến chú giải xin cho con được hỏi ngài khi ngài đi khất thịt về. khi ấy cũng có những vị tỳ khưu đặt ra những câu hỏi. Xin cho con được hỏi trên đường ngài từ làng trở về tỉnh xá. khi ấy cũng có những vị tỳ khưu khác hỏi những câu hỏi. Xin cho con được hỏi sau bữa ăn của ngài tại tỉnh xá hay tại chỗ ngài rửa chân hay vào lúc ngài rửa mặt. và lúc ấy cũng có những vị tỳ khưu khác cũng hỏi những câu hỏi. hiền giả ạ. À? Từ lúc ấy cho đến rạng sáng hôm sau, có những vị tỳ khưu đến với ta không ngừng, chẳng có giây phút rảnh rang nào cả, thưa hiền giả. Vậy thì con có thể hỏi ngài vào lúc ngài đánh răng, rửa mặt được không? Không thể được, sẽ có những tỳ khưu khác đến hỏi những câu hỏi của họ. Xin cho con được hỏi ngài vào lúc ngài đi vào tỉnh xá và ngồi ở đó. Lúc ấy cũng vậy, sẽ có những vị tỳ khưu khác đến hỏi những câu hỏi của họ. Bạch Hòa Thượng, Thật ra phải có một lúc nào đó rảnh rang để ngài ngồi thiền trong tịnh xá sau khi ngài rửa mặt, trong những lúc thay đổi oai nghi ngồi ba hoặc bốn lần. Từ những gì mà ngài nói, thế không có thời gian để chết à, bạch ngài. Ngài giống như tấm ván tựa lưng cho những kẻ khác, chứ không phải cho chính ngài. Mục đích thật sự của con trong việc đến ngài không phải để học kinh từ ngài. Khi nói như vậy, vì ấy trở về bằng con đường hư không. Trưởng lão Má Hà Siêu Quá ẩn cư trong rừng. Khi ấy trưởng lão Má Hà Siêu Quá thấy được mục đích chính của cuộc viếng thăm của vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu này không có nhu cầu về pháp học. Vị ấy đến để sách tấn ta. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ta lên đường đi đến nơi ẩn giật trong rừng. Ta phải đợi cho đến trời sáng. Trưởng lão tự nhủ. Vị ấy chuẩn bị y bác để ra đi. Vị ấy dạy pháp suốt ngày thâu canh đầu và canh giữa của đêm đến canh ba một trong những người đệ tử ra đi vì ấy lặng lẽ đi cùng với người đệ tử để mọi người nghĩ rằng vị ấy là một trong những người đệ tử những người đệ tử đang chờ đợi giảng tiết nghĩ rằng thầy ra ngoài để đi vệ sinh vị tỳ khưu đệ tử lại nghĩ ông thầy là một tỳ khưu đệ tử như vị ấy má hạ si quát có niềm tin rằng chứng đắc arahatta phá lá chỉ mất không quá vài ngày vì ấy sẽ trở về từ ẩn cư trong rừng sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bởi vậy, Ngài không nói lời từ giả đệ tử khi Ngài ra đi vào ngày 13 tháng 4, Wissakha, để đến một hang động có tên là Gamantapapara, tức là hang động nằm trong vùng đất của ngôi làng. Đến ngày rằm vì ấy chưa chứng đắc A-la-hán, trưởng lão suy nghĩ. Ta đã nghĩ ta có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán trong vài ngày, nhưng mùa an cư đến rồi, ta sẽ trải qua mùa ăn cư ở đây và sẽ hoàn thành phận sự của ta vào cuối mùa ăn cư vào ngày bác quả rát nà khi nghĩ rằng ba tháng là ba ngày vì ấy đi vào pháp hành tinh tấn nhưng đến ngày cuối cùng của mùa an cư vì ấy vẫn chưa đắc đạo quả a la hán trưởng lão Maha-xì-quát lại suy xét ta đã đến đây với hy vọng sẽ chứng đắc đạo quả a la hán trong ba ngày nhưng ba tháng đã trôi qua mà ta vẫn chưa chứng đắc gì cả. Những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh của ta bây giờ đang tham dự lễ hội Thánh Tăng. Vì ấy cảm thấy đau khổ và nước mắt tuôn trào. Rồi trưởng lão suy nghĩ rằng, có lẽ ta đã thiếu tinh tấn, ta đã thay đổi bốn oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi trong công việc hành thiền của ta. Bây giờ ta sẽ bỏ ai nghi nằm, ta sẽ không rửa chân cho đến khi chứng đắc đào quả A-la-hán. Bởi vậy, vị ấy đem cất chiếc giường ở một góc và lại bắt đầu hành thiền. Một mùa an cư khác trôi qua mà trưởng lão vẫn chưa chứng đắc đầu quả A-la-hán. Mỗi mùa an cư kết thúc mà không đi kèm với sự giác ngộ, chỉ có nước mắt, nước mắt từ ước muốn cao quý chưa được thành tựu. Bằng cách này, 29 năm được đánh dấu bởi 29 cuộc hội họp thánh tăng A-la-hán vào cuối mỗi mùa an cư đã trôi qua. Một nữ thần đến trợ giúp vào ngày rằm tháng Thá Điên Dút, vào năm hành đạo thứ ba mươi của trưởng lão trưởng lão Maha Quá ngồi tựa lưng vào tấm ván và suy xét về tình cảnh ta đã hành đạo suốt ba mươi năm thế mà đạo quả A-La-Hán vẫn còn xa rõ ràng đạo quả A-La-Hán không phải dành cho ta trong kiếp sống này ôi ta đã đánh mất cơ hội tham dự đại hội thánh tăng A-La-Hán cùng với những vị tỳ khưu đồng phạm hành của ta cảm thọ ưu khởi lên trong vị ấy và nước mắt lăn dài trên má vào lúc đó một nữ thần đứng trước vị ấy khóc lóc trưởng lão hỏi ai đang khóc vậy thưa đại đức tôi là một nữ thần tại sao nàng khóc như vậy thưa đại đức đối với tôi khóc là cách để chứng đắc đạo quả và tôi đang khóc bắt chước theo ngài với hy vọng được chứng đắc một đạo quả hoặc hai đạo quả trong tình huống như vậy, tính cao ngạo của vị tỳ khư bị lung lay một cách đột ngột. Vị ấy tự nhủ. Nào má hà Sư quá, ngươi đã làm trò cười trước nữ thần trẻ trung này. Có phải nó là ngươi chăng? Một sự động tâm mạnh mẽ sanh lên trong vị ấy. Vị ấy khởi nhiệt tâm gấp đôi và không bao lâu chứng đắc đạo quả a à la hán cùng với tế tuệ phân tích. Bây giờ vị ấy cảm thấy thanh thản, nghĩ sẽ thư giãn thân thể một lát. Vị ấy lau sạch chiếc giường, đổ đầy cái lu và ngồi ở đầu của con đường kinh hành. Tự nhắc nhở là sẽ rửa chân mà vị ấy đã bỏ qua suốt 30 năm. Sắc cá xuất hiện và rửa chân cho trưởng lão Maha Siwa. Những vị đệ tử của trưởng lão Maha Siwa nhớ lại ông thầy của họ vào năm thứ 30 kể từ khi vị ấy ra đi bằng năng lực thần thông đặc biệt của họ thấy rằng vị thầy đã chứng đắc đào quả A-la-hán lúc bấy giờ khi biết được điều gì đã đi qua trong tâm của thầy họ nói rằng thật là trò cười khi để cho thầy của chúng ta phải nhọc thân để tự rửa chân khi những đệ tử của ngài như chúng ta vẫn còn sống nghĩ vậy ba chục ngàn vị đệ tử của trưởng lão hà sĩ quát bèn vận dụng thần thông đi về hướng hang động nơi mà trưởng lão đang ngồi tất cả họ đều xung phong tình nguyện được rửa chân cho trưởng lão tuy nhiên trưởng lão kiên quyết rằng vị ấy phải tự mình làm công việc mà vị ấy đã bỏ qua suốt 30 năm. Vào lúc ấy, sắc cá tự nghĩ rằng, trưởng lão Maha Siwak kiên quyết từ chối không cho 30.000 vị đệ tử của ngài rửa chân cho mình. Thật không thích hợp khi để ngài tự mình rửa chân trong khi một người cận sự nam như ta vẫn còn sống. Ta sẽ đến đó và làm công việc ấy. Sát cá dẫn theo hoàng hậu xuất dạ và xuất hiện ở đó. Để hoàng hậu đi trước, vì ấy công bố trước ba chục ngàn vị a la hán thưa chư đại đức xin hãy tránh đường có người phụ nữ đang đi đến rồi vị ấy đảnh lễ trưởng lão mới hà xì quá ngồi chùm hõm trước mặt trưởng lão và bạch rằng bạch ngài xin ngài hãy cho con rửa chân cho ngài ô sắc cá thuộc dòng cô xí giá ta đã bỏ không rửa chân của ta suốt ba mươi năm thân của loài người vốn có mùi hôi thối Mùi của nó hăng đến nỗi một vị thiên đứng cách xa một trăm do tuần cũng ngửi thấy mùi của nó khó chịu như cái xác chết được buộc quanh cổ của vị ấy. Vì vậy cứ để công việc rửa chân cho ta. Sắc cá đáp: Bạch đại đức, đối với chúng con, mùi tự nhiên của thân người đã bị lớn áp bởi mùi hương giới đức của ngài. Mùi hương ấy tỏa đi hết những cõi trời dục giới và thấu đến những cõi phạm thiên cao nhất, bạch đại đức. Không mùi hương nào vượt trội hơn mùi hương của giới đất. Giới đất của Ngài đã khiến chúng con đến đây để phục vụ Ngài. Rồi sức cá, tay trái nắm lấy cổ chân của trưởng lão và tay phải rửa hai chân của trưởng lão cho đến khi chúng sạch hồng như đôi bàn chân mềm mại của đứa bé. Sau khi làm công việc phục vụ cá nhân đến trưởng lão, sức cá đỉnh lễ trưởng lão rồi trở về cung trời đau lợi. Đây là câu chuyện về trưởng lão Maha quá Bằng cách này, vị hành giả thấy rằng bản thân không thể chứng đắc đạo quả là hắn cảm thấy như trường hợp của trưởng lão Maha quá Ôi, ta đã đánh mất cơ hội tham dự cuộc họp với các tỳ khưu đồng phạm hạnh đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vị hành giả trở nên buồn chán khi vị ấy đắc vào tầng thiền hay tệ quán hay mắt gá hay phá lá là kết quả được tạo ra bởi thọ ưu ấy, mà vị ấy xét đến kết quả có tầm và tứ hoặc không kết hợp với tầm và tứ những pháp chứng ấy được gọi là cách hình dung thọ ưu kết hợp với tầm và tứ hoặc thọ ưu không kết hợp với tầm và tứ nên lưu ý rằng đức phật gọi các pháp chứng này là những hình tượng của ngôn ngữ lấy ra từ khía cạnh của kết quả hay khía cạnh của nguyên nhân như vậy theo quan điểm của vị hành giả về thọ ưu hoặc là có kết hợp với tầm và tứ hoặc là không kết hợp với tầm và tứ khi thọ ưu dẫn đến sự chứng đắc thiền hoặc tệ quán hoặc mất gá phá lá những pháp chứng được gọi là cách hình dung là thọ ưu kết hợp với tầm và tứ hoặc không kết hợp với tầm và tứ trong văn mạch ấy ở chỗ vị tỳ khưu quán trà ná hoặc là cận định ú bá trà ná được gọi là thọ ưu có tầm và tứ là vô thường khổ vô ngã và xét rằng thọ ưu này sanh lên từ đâu vì ấy hiểu rằng nguồn gốc của nó trong thân là nền tảng của nó, từ sự hiểu biết này, vị ấy quán tiếp từng bước từng bước cho đến khi vị ấy chứng đắc đạo quả A La Hán. Nếu một vị tỳ khưu khác quán nhị thiền, tam thiền mà được gọi là thọ ưu không tầm không tứ, là vô thường, khổ, vô ngã qua từng bước, vị ấy chứng đắc đạo quả A La Hán. Trong cả hai trường hợp kể trên, chúng đều có thọ ưu là đối tượng của thiền quán nhưng thọ ưu không tầm không tứ thù thắng hơn thọ ưu có tầm có tứ khi xét đến tuệ quán đạt được từ thiền cũng vậy cái trước thù thắng hơn cái sau khi xét về quả của đạo tuệ cũng vậy cái trước thù thắng hơn đó là lý do khiến đức phật nói rằng trong hai thọ ưu lại không tầm không tứ thù thắng hơn đây là những quan điểm liên quan đến phần b xa, quê bài tham khảo c ở trên thọ xã Upekha Vedana có khuynh hướng là tăng tội và giảm phước và do đó không nên dùng đến nghĩa là Gehasita Upekha Thọ xã nghiêng về dục lạc nghĩa là sự luyến ái mạnh mẽ đối với các dục lạc khi một đối tượng khả ái nào đó sanh khởi ở sáu môn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Người ta không thể khắc phục các pháp ô nhiễm và dính mắt theo cảnh dục như con ruồi bị dính mắt trong cục đường. Người say mê các loại dục lạc bị trói buộc trong chúng. Sự lập đi lập lại, thọ xã có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước, đó là lý do khiến Đức Phật dạy rằng ghi hác xí tá ú bề khá không nên dùng đến. Bài tham khảo C2 ở trên Thọ xã có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước, do đó nên dùng đến, đó là thọ xã nghiêng về xuất ly đó là thái độ bình thản đối với những đối tượng khả ái và không khả ái sanh lên ở sáu môn mắt tai mũi lưỡi thân ý những cảnh dục khả ái không làm khởi sinh luyến ái những cảnh không khả ái không gây ra phật ý chẳng có cảnh khả ái nào hay không khả ái nào mà không làm sanh khởi si mê do bởi thái độ thiên vị vì hành giả quán sáu cảnh dục này là vô thường, khổ và chịu sự thay đổi và phân biệt rõ tất cả chúng đúng như thật. Thái độ bình thẳng này là hình thức của thọ xã khởi sanh với trí tuệ trong quá trình tâm của hành giả. Nói cách khác, thái độ bình thẳng này cũng được gọi là thọ xã, bình thẳng. Nó có nghĩa là thái độ không dính mắt đối với những cảnh khả ái và không khả ái. Quê đá nước bách khà và thái độ quân bình và bình thẳng Tachamajatata đều được xem là Upekha. Đúng vậy, thường xuyên làm khởi sanh sáu loại thọ xã nghiêng về sự xuất ly, sáu Nekhamasita Upekha, tức là lúc trở thành vị tỳ khưu, trải qua suốt tất cả những giai đoạn hành đạo của vị tỳ khưu bắt đầu bằng 10 pháp tùy niệm, cho đến khi chứng đắc các tầng thiền đến tứ thiền làm giảm tội và tăng phước. Do đó Đức Phật dạy rằng Nekhamasita Upekha nên dùng đến. Bài tham khảo C3 ở trên, trong hai loại thọ xã xuất ly, đó là thọ xã có tầm và tứ. Thọ xã sanh khởi trong mọi lúc, từ khi trở thành vị tỳ khưu, suốt tất cả những giai đoạn tu tập tệ quán qua những pháp khác nhau cho đến khi đắc sơ thiền, và thọ xã không có tầm, không tứ, vào lúc chứng đắc nhị thiền. Loại thứ nhất thù thắng hơn loại thứ hai, Đoạn trên so sánh đạo quả được chứng đắc bởi hai vị tỳ khưu, tức là trong hai cách thực hành của vị tỳ khưu. A. vị tỳ khưu thứ nhất trong việc quán thọ xã có tầm vó tứ, suy xét rằng thọ xã này đương vào cái gì mà sanh khởi. Và vị ấy biết đúng đắn rằng nó sanh khởi nhờ thân. Từ sự hiểu biết ấy, vị ấy tiếp tục đạt được tuệ quán, từng bước, từng bước, cho đến khi vị ấy đạt được đạo quả A-la-hán. B. Vị tỳ khưu thứ hai khi quán về thọ xã không tầm không tứ, sanh lên ở nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đạt được tệ quán qua từng giai đoạn cho đến khi vị ấy đạt được đạo quả a la hán. Trong hai vị tỳ khưu ấy, thọ xã làm đối tượng thuyền quán của vị tỳ khưu thứ hai không tầm không tứ thì thù thắng hơn thọ xã dùng làm đề một thuyền quán của vị tỳ khưu thứ nhất có tầm có tứ. Khi xét những ý nghĩ sanh lên trong tâm của hai vị tỳ khưu suốt thời gian thuyền quán của họ, những ý nghĩ mà sanh lên trong vị tỳ khưu thứ hai không tầm không tứ thì thù thắng hơn những ý nghĩ của vị tỳ khưu thứ nhất có tầm có tứ. Khi xét đến sự chứng đắc đạo quả la hán đạt được qua phép quán thọ xã, sự chứng đắc của vị tỳ khưu thứ hai không tầm không tứ thì thù thắng hơn sự chứng đắc của vị tỳ khưu thứ nhất có tầm có tứ. Đây là những điểm cần lưu ý liên quan đến C. Ubekha